Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những con giáp may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch này. Các con giáp này có thể mở tiệc ăn mừng ngay từ bây giờ, bởi chỉ cần bước sang tháng 11 âm lịch thì chuyện tài lộc, tình duyên của những con giáp này sẽ có những chuyển biến vô cùng tích cực. Ai đang kêu than với số phận hẩm hiu của mình thì bỗng dưng thần tài ban lộc, tiền tỷ cầm tay. Ai đang độc thân thì khả năng cao sẽ có người yêu, hơn nữa còn được người yêu chiều chuộng, yêu thương. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Sửu. Về cơ bản, người tuổi Sửu có một tháng khá thuận lợi nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Nhị hợp mang lại tác động tích cực cho người tuổi Sửu trên nhiều phương diện. Con giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có bước tiến khá là đáng kể. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng, nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm. Người làm kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá nhờ việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Các chuyên gia tử vi học dự báo trong tháng 11 cho thấy phương diện tình cảm có tốt, có xấu, vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình. Vợ chồng cần quan tâm hơn đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện. Đồng thời, bản mệnh cần giữ khoảng cách vừa phải với người khác, đừng để lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Người tuổi Sửu có thể chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng. Dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Tài lộc của người tuổi Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng, nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí là vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc là tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Với người làm công ăn lương, các bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhiều khoản tiền này bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo lắng đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm việc để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước, giàu kinh nghiệm, nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. 2 là tuổi Thìn. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp phù trợ mà bạn gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn. Thậm chí bạn còn có thể gặp được người đồng chí hướng trong khoảng thời gian này, đôi bên hợp tác ăn ý, đem về nhiều lợi ích hẳn so với lại dự tính. Tài lộc cũng có những điểm đáng kể. Công việc thuận lợi tất nhiên kéo theo tiền bạc tăng tiến. Bạn không thiếu các khoản hoa hồng, thưởng nóng khi thực hiện thành công các dự án. Người làm kinh doanh cũng gặp nhiều điều thuận lợi khi mở rộng thị trường và đối tượng khách hàng. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, bạn biết được mình nên làm gì để kiếm tiền về dư giả. Tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 11 âm lịch. Hãy nắm bắt các yếu tố thuận lợi này, bạn hoàn toàn có thể chinh phục được mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái được những thành quả tích cực bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là một trong những yếu tố lớn góp phần tạo nên thành công của bạn. Con giáp này đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ, khiến công việc khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Thêm vào đó, tháng này bạn còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng. Hai người có nhiều quan điểm phù hợp để việc hợp tác với nhau suôn sẻ, đôi bên cùng thúc đẩy nhau tiến về phía trước. Theo tử vi tháng 11 năm 2022, tuổi Thìn âm lịch, tình hình tài chính của con giáp này có những bước tiến tích cực, nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập, giúp bạn không còn phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu. Bạn mệnh có thể mua mọi thứ mình thích một cách hoàn toàn thoải mái, không phải cân nhắc quá nhiều. Với những người làm công ăn lương, thành tích khả quan trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và hoa hồng. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn hoàn toàn có thể nhận được thêm các công việc tay trái để góp phần cải thiện thêm thu nhập. Cầm tiền trong tay, bạn cũng có thể nghiên cứu thêm về các lĩnh vực đầu tư. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn, tránh nhầm lẫn gây hao tài nhé. Với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng. Tháng này hứa hẹn bạn sẽ được tiếp xúc với những đối tác lớn. Nếu đôi bên có thể hợp tác thì con đường kiếm tiền sẽ hanh thông hơn trước rất nhiều. 3 là tuổi Tý. Tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian khá may mắn đối với những người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Tuy nhiên, để có thể đạt được thành tích cao, bạn có thể phải đánh đổi bằng phương diện tình cảm của mình. Nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng cho thấy bản mệnh dễ dàng tìm được cơ hội khẳng định điểm mạnh của mình trong tháng này. Không những vậy, bạn còn có thể được khả năng lãnh đạo, dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Rất có thể đây là lúc bạn nhận được tin mừng thăng chức, bởi cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một vị trí xứng đáng hơn với năng lực. Trên phương diện tài lộc, bạn cũng phát huy được thế mạnh và tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng hoặc đối tác của mình. Do đã có chỗ đứng trên thị trường nên bạn chẳng phải lo lắng quá nhiều đến các đối thủ cạnh tranh. Nếu khả năng cho phép, bản mệnh có thể nghiên cứu thêm việc mở rộng thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Sự nghiệp của người tuổi Tý đón nhiều tin tức tốt lành do cục diện Nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng mang lại. Bản mệnh ngày càng tin tưởng vào bản thân nên sẵn sàng nêu lên quan điểm, ý kiến của mình giữa tập thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chính những lúc như thế này, bạn gây ấn tượng mạnh với cấp trên và cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Không chỉ người làm lãnh đạo mà cả nhân viên cũng sẽ thể hiện được khả năng dẫn dắt tài tình của mình, góp công lớn trong việc đưa tập thể tiến tới thành công. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng nên nhanh chóng phát hiện ra những mục tiêu chính xác, đồng thời có những cách ứng phó phù hợp khi đối diện với khó khăn. Bản tính cởi mở, hòa đồng lại biết cảm thông, không kiêu ngạo là một điều giúp bạn tìm được chỗ đứng của mình và khiến ai cũng yêu mến. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, bạn sẽ còn đạt được những bước tiến đáng mừng hơn nữa. Người tuổi Tý không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc trong tháng 11 này. Những thành tích tốt trong công việc sẽ giúp bạn thu về được một khoản tiền rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, chắc chắn bạn không thể thiếu được những khoản thưởng nóng, nhiều thành tích cao và những đóng góp cho tập thể. Cấp trên hẳn sẽ không keo kiệt với một nhân viên xuất sắc như bạn. May mắn hơn, một số người còn có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương trong tháng này, từ đó cải thiện được mức sống của mình. Hãy coi đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai, bởi tiềm năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết đâu. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên chẳng sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Bạn nắm bắt rõ thế mạnh và phát huy đúng lúc, đúng chỗ, từ đó thu hút được lượng khách hàng trung thành ngày càng đông đảo. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!